Hai chào tất cả mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi thả con thú trống này ra mọi người. Đây là con trống khi mọi người. Thì giờ mình sẽ thả ra ghép với lại cái lồng mà hồi bữa mình nói với mọi người, là mình bắt cái con thú trống mà nó quá căng không mọi người. Mình nó đánh máy. Thì cho nên bây giờ mình sẽ thả con ra mọi người. Thì cũng rất nhiều anh em cũng muốn sở hữu con này, nhưng mà mình đi sưu tập về để mình ghép cho hơi có chim con ra để chia sẻ cùng với lại anh em á, cho nên là mình không phải chia được con này nha mọi người. Và con này thì nó là bò hung đen mọi người, thấy không, nó vừa đỏ mà vừa đen rất là. Và với lại bộ này là bộ sumo đó mọi người. Mình vừa đi ngang qua một cái bộ thú mà con chim trống khi của mình luôn mọi người. Thì mình thả ra để con này có thể là sẽ kiếm được chim con thôi mọi người, không có gì hết. Đây. Riêng những con này thì mình sẽ không bắt ra đâu mọi người, mình sẽ thả vào luôn. Nhưng mà bên trong nó thì là một con máy bổi mọi người. Thì mọi người nhớ cái AV ngoài kia của mình á, thì cũng là một con trống trống khi và một con máy bổi. Rồi, cặp này thì nó cũng đã làm tổ rồi mà. Giờ thì chỉ chờ ngày rụng trứng thôi. Giờ mình sẽ thả vào nha mọi người. Mình đã cho nó vào trong rồi. Cả hai này, hai con này đều rất là đẹp. Con ấy thì đổ nguyên con chân trắng, và con trống mình á là hung đen nhưng mà chân chân đen, thấy không? Con này thì muốn cánh để bàn trống đó nha mọi người. Đó lý do vì sao mình nói mọi người á, là mình phải làm vách ngăn không có thấy mặt mọi người không, cho nên là bên đây mình làm như mình làm vẫn bình thường không sao hết á. Đó mọi người thấy không, cách thả chim của mình á rất khác với mọi người. Mình không kè gì hết luôn mọi người, thấy không, mình cứ vậy mình thả vào thôi. Giờ thì nó bắt đầu nó dí con máy mọi người. Còn cặp bên này thì khỏi chơi rồi mọi người. Cặp bên này là con trống Bình Dương, con máy thì máy cực đỏ luôn đó mọi người, thấy không. Tổ thì nó đã làm xong rồi đó, giờ mình chỉ chờ ngày đẻ thôi. Thôi mình sẽ đi ra đây mọi người. Nói nhiều cũng không tốt đâu mọi người. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người cho mình một like và đăng ký, và đừng quên là đặt những câu hỏi cho mình, thì mình có thể là nói chung là cũng mình đó là chia sẻ tất cả những kinh nghiệm và cùng nhau học hỏi thôi mà, chứ không phải là nhằm mục đích gì khác. Cho nên là anh em cứ thoải mái trong cái việc mà chia sẻ kinh nghiệm với mình, thì mình biết cái gì mình sẽ chỉ cái đó, còn không thì mình sẽ đi hỏi anh em khác rồi mình chia sẻ với mọi người ha. Tạm biệt tất cả mọi người.